Chào Johnny. Johnny, justice dịch ra là hùng công lý đúng không em? Đúng rồi chị, justice thì nó là công lý. Một phần của cái tên đấy là lý do em là luật sư. Thì em cũng tiện nói luôn là mặc dù em đang là luật sư của Baker McKenzie, những gì mà em sắp sửa nói tại podcast này nó không phải là cái view, cái quan điểm của công ty Baker McKenzie mà nó là của cá nhân em thôi. Cái này nó khá là nhạy cảm vì ví dụ như ở Mỹ thì các công ty luật có những cái quan điểm chính trị nhất định và nó hay lobby cho một số những ứng viên tranh cử tổng thống đó chị. Ví dụ như là DLA Piper thì nổi tiếng đã đóng góp rất nhiều những cái tiền cho Hillary Clinton. Thì đó chỉ là cái em nói trước với mọi người thôi. Thì em sẽ sử dụng những cái kiến thức mà em tự có được và những cái gì mà em học được để nói trong cái podcast này hôm nay nhé. Ok, thế thì mình sẽ vào luôn nhé. Thứ nhất, nhân quyền là gì và nó có từ bao giờ? Cái câu hỏi này khá là thú vị. Em không thể có một cái câu trả lời nó hoàn chỉnh nhất cho chị. Nhưng mà những cái nhân quyền mà có trong tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mình và copy từ tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ thì cái nguồn gốc của cái miêu tả về nhân quyền đấy nó đến từ lý thuyết về nhân quyền của John Locke, là một trong những cái triết gia đầu tiên tiên phong của phong trào khai sáng ở phương Tây. Thì hay ở chỗ là nước Việt Nam mình là một cái nước mà có bề dày lịch sử và truyền thống nó chẳng liên quan gì đến phương Tây cả, đúng không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều những cái hệ thống pháp luật của mình và kinh tế thị trường của mình đều là những hệ thống mà mình vay mượn từ phương Tây, bởi vì là chúng rất là hiệu quả trong việc đưa một đất nước phát triển lên. Thì mình chỉ nghiễm nhiên coi những cái đó là sự thật thôi. Đấy là nhân quyền, đúng không? Mình có hiến pháp của nước Việt Nam mình cũng có những cái quyền con người như thế. Nhưng mà hiến pháp mình cũng không đề cập đến việc là cái quyền con người đó nó đến từ đâu. Thì theo như John Locke ấy, những cái quyền con người đó đến từ Chúa. Cái thời mà John Locke còn sống, khai sáng nó chỉ mới đang là bắt đầu thôi. Cho nên là Thiên Chúa Giáo vẫn là một cái thế lực rất mạnh ở thời điểm đó. Và ông John Locke bản chất ông ấy cũng là một người mà sùng đạo Thiên Chúa. Cho nên cái suy nghĩ của ông ấy bị ảnh hưởng bởi Thiên Chúa rất nhiều. Mặc dù sau đấy thì ông ấy là cha đẻ của cái phong trào sử dụng lý tính, là phong trào khai sáng đấy. Và chỉ từ cái mệnh đề đầu tiên, lấy mệnh đề về quyền con người là ông ấy vay mượn từ Thiên Chúa thôi. Còn từ đó trở đi, những cái suy luận, những cái quan điểm, những cái ý tưởng được phát triển từ cái mệnh đề đấy thì 100% không phụ thuộc vào đạo giáo nữa. Nhưng ở cái mệnh đề đấy thì nó là gì? Con người có những quyền cơ bản, quyền được sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản. Đó, sở hữu tài sản thì sau này những cái người mà thành lập ra nước Mỹ thì họ có nhiều lý do chính trị xoay quanh nó mà họ đổi cái từ sở hữu tài sản thành quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà cái ngôn ngữ thì nó khá giống của John Locke. Cái quyền con người đó đối với John Locke nó đến từ Chúa. Ok, nhân em nói đến John Locke và thời kỳ khai sáng thì một chút thông tin nền cho các bạn đang nghe podcast. Đấy là cái thời kỳ khai sáng này, hay là tiếng Anh gọi là Enlightenment, hoặc là The Age of Enlightenment, hoặc là Age of Reason, thì nó là một cái phong trào triết học mà nở rộ vào thế kỷ 17-18 của nền triết học phương Tây và đặc biệt là ở châu Âu. Thì cái thời kỳ khai sáng này nó liền sát với Scientific Revolution, là cách mạng khoa học kỹ thuật. Và cả hai cái phong trào này thì nó đều nhấn mạnh vào cái yếu tố là lý tính, là khoa học, cái sự hợp lý. Phong trào này thì nó bắt nguồn từ cái cách mạng tri thức khởi đầu bởi những cái nhân vật mà ai cũng biết như là Galileo và Newton. Trong một cái bầu không khí càng ngày càng thiếu thiện cảm với những cái quyền lực áp chế từ nhà nước quân chủ hoặc là từ nhà thờ, thì thời kỳ Enlightenment này ấy, người ta tìm cách phát triển những cái hiểu biết có hệ thống về các cái quy luật tự nhiên, về thần học, về cá nhân, về xã hội, về nhà nước. Thì các cái nhà tư tưởng của thời kỳ này họ tin rằng có thể áp dụng tư duy một cách có hệ thống cho mọi lĩnh vực hoạt động của con người, bao gồm hoạt động của nhà nước, với cái niềm tin rằng là họ sẽ dẫn dắt thế giới vào một cái thời đại mới của nhân tính, của lý tính, của tự do, thoát khỏi một cái thời kỳ dài trước đó đầy những nghi ngờ, mê tín dị đoan, đầy những sự áp chế, những cái sự độc tài. Cả cái giai đoạn họ gọi là thời kỳ đen tối, là Dark Ages. Thì có một cái lưu ý nhỏ ở đây, đấy là mọi người có thể dễ nhầm với Enlightenment của phương Đông. Tức là Enlightenment của phương Tây thì nó khác với cái mà trong tiếng Việt dịch là triết học ánh sáng, giáo lý giác ngộ của nhà Phật. Có một điểm giống ở đây là chính từ cái từ Enlightenment ấy, nó đã thể hiện đây là những chiêm nghiệm sâu sắc về xã hội, về bản chất của con người mà một số những cái thành viên ưu tú trong xã hội loài người như là các triết gia phương Tây hoặc là Đức Phật đã tư duy, đã suy nghĩ mà giác ngộ ra. Có thể thấy là Enlightenment của phương Tây nó là một cái động lực rất là lớn cho khoa học kỹ thuật phát triển một cách vượt bậc và giúp cho phương Tây thống trị thế giới trong một thời gian rất là dài.
dĩ nhiên không thể nói rằng nó thống trị là vì nó hoàn toàn ưu việt hơn, mà nó còn có những cái yếu tố khác nữa. Ví dụ chẳng hạn như trong cái cuốn Gun, Germs and Steel hay là Collapse, Jared Diamond đã thể hiện khá rõ cái sự hưng thịnh của các nền văn minh nó còn phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người nữa. Back lại cái point của Hùng, thì chị muốn hỏi Hùng một chút là đâu là những cái yếu tố chính của cái học thuyết của John Locke cũng như là cái thời kỳ Enlightenment này mà nó đã giúp xã hội phương Tây phát triển được đến như vậy? Vâng, chị Vân, để trả lời câu hỏi của chị thì em muốn quay lại một cái điểm mà chị vừa mới nói xong. Đấy là cái thời kỳ khai sáng Enlightenment nó đóng góp cho khoa học rất là nhiều, đúng không? Và theo cái ý nghĩa mà chị vừa nói thì chị đang nói chủ yếu tới khoa học tự nhiên. Thì đúng là như thế, những cái người như là Newton, như là Galileo đã đóng góp cho sự phát triển của khoa học tự nhiên rất là vượt bậc, khiến cho xã hội phương Tây họ sở hữu những cái tinh hoa về khoa học công nghệ mới và khiến cho cái nền văn minh của họ nó mạnh. Nhưng ngoài khoa học tự nhiên thì còn có một cái khoa học khác, đấy là khoa học xã hội. Và một trong những cái ngành khoa học xã hội đấy là khoa học chính trị. Thì khai sáng nó cũng đóng góp cho khoa học chính trị của thế giới, tạo ra những cái hệ thống luật pháp và những cái thể chế mà đến bây giờ vẫn còn và được copy ở cả những cái nước mà không phải là phương Tây, ví dụ như là ở châu Á, ví dụ như là Việt Nam và thậm chí là Trung Quốc. Em cũng đã đọc được một vài những cái bài mà người ta đã phân tích là Trung Quốc đã học hỏi từ những cái thuyết về khoa học chính trị của phương Tây như thế nào á. Đó thì thời khai sáng nó đóng góp rất là nhiều cho lịch sử phát triển của loài người nói chung ở cái khía cạnh đó nữa. Em không nói đến việc ưu việt phương Tây với phương Đông vì em cũng chưa đọc những cái sách của Jared Diamond. Nhưng mà quay lại cái câu hỏi chính của chị, những cái yếu tố nào khiến cho khai sáng nó phát triển, hoặc là những yếu tố nào là đặc trưng của cái trào lưu triết học của khai sáng ấy, thì nó có hai thứ. Một là tiền đề về quyền con người, về human rights, như em đã nhắc tới, là khái niệm mà bắt nguồn từ John Locke. Cái khái niệm thứ hai là sau khi đã có cái tiền đề đấy rồi thì sử dụng lý tính hay là reason, rationality, những cái suy luận logic để tìm ra được giải pháp, giải quyết những cái vấn đề trong xã hội loài người. Trong đó có những cái vấn đề là nhà nước nên được thành lập như thế nào, xã hội nên được tổ chức như thế nào. Em thấy khá là thú vị ở đây ý. Đấy là hai cái yếu tố này. Nó liên quan mật thiết đến nhau ở cái việc là nó bắt nguồn từ một xã hội phương Tây cực kỳ là sùng đạo Thiên Chúa. Mà trong đạo Thiên Chúa thì nó nói đến cái gì? Nó nói là con người được tạo ra dựa trên hình ảnh của Chúa. Man là created in the image of God. Và với hình ảnh của Chúa là một hình ảnh của một người rất là reasonable. Xuyên suốt các câu chuyện trong Kinh Thánh, từ Kinh Cựu Ước đến Kinh Tân Ước, thì Chúa không phải là người cai trị dưới cái dạng độc tài, mà luôn luôn là có những cái lời lẽ, có những điều luật và có những cái logic. Và rất nhiều lần Chúa đã xuống thế giới trần của con người dưới một cái hình hài nào đó để mà nói chuyện với những cái người lãnh đạo của con người ở thời điểm nhất định. Tức là Chúa là một người reason và Chúa ban cho con người cái khả năng có thể sử dụng lý tính của mình để quyết định cái vận mệnh cuộc sống của mình. Cho nên em thấy xã hội phương Tây, đặc điểm mà đặc thù của nó mà khác biệt với các xã hội khác, các nền văn minh khác như là ở Mỹ Latin hay là ở xã hội phương Đông ấy, đấy là vì nó là một xã hội Thiên Chúa. Thiên Chúa nó tạo ra được hai cái yếu tố về quyền con người, về cái khả năng của con người để tư duy logic, nó đã khiến cho phong trào khai sáng được hình thành và phát triển ở châu Âu. Ok, như vậy là John Locke thì cho rằng những cái quyền của con người nó đến từ Chúa, bởi vì là man được create under the image of God. Thế nhưng mà những cái quyền đấy, chị thắc mắc là nó có thực sự là không thể xâm phạm hay không? Vâng, chị cũng đã động đến đúng cái lý do đằng sau học thuyết về khoa học chính trị của John Locke ấy. Đấy là bởi vì những cái quyền là đến từ Chúa, cho nên nó mang tính linh thiêng và nó thực sự là phải không được xâm phạm. Nhưng trên thực tế, đúng không? Mình là con người, mình sống trong xã hội loài người, chúng ta luôn biết là không có cái gì có thể không bị xâm phạm cả. Ví dụ như là John Locke có cái khái niệm là state of nature, tức là trạng thái mà trước khi có nền văn minh con người ấy, là con người sống với nhau ấy, là đã có những cái mâu thuẫn nhất định. Ví dụ như là chiến tranh, việc con người chém giết lẫn nhau, tranh giành lại lãnh thổ hay thế nào đấy. Khi có những cái điều đó xảy ra, cái quyền của con người đã bị xâm phạm rồi. Cho nên, John Locke mới nghĩ ra trong cái cuốn Two Treaties of Government của mình, là John Locke đã đưa ra những cái thể chế nhà nước mà có thể là sau này mình sẽ nói thêm cụ thể là cái lý thuyết của John Locke như thế nào. Nhưng cái tiền đề của cái lý thuyết của John Locke là chính phủ hay là một cái quyền lực, một cái thế lực cần phải được con người tạo ra để bảo vệ những cái quyền mà không thể bị xâm phạm đấy. Bởi vì nó có thể bị xâm phạm, đúng không? Nhưng mà nó không được để bị xâm phạm.
Đó là lý do mà quyền con người nó ảnh hưởng tới cái thể chế chính trị mà xã hội phương Tây và phong trào khai sáng nó nghĩ ra. Tức là nhà nước của con người nó cần phải được tạo ra để bảo vệ những cái quyền này, nhưng mà nó không thể nào được tạo ra trong hư vô được, đúng không? Mọi người phải có một cái gì đấy để trao đổi, đánh đổi nó, như kiểu định luật 3 của Newton ấy, là không có cái gì là không có cái giá của nó cả. Đúng không? Như trong anime Fullmetal Alchemist thì phải đánh đổi một cái gì đó để có được một thứ khác. Thì để có được cái nhà nước này, mọi người phải sẵn sàng từ bỏ một số những cái quyền khác, những cái quyền mà nó được coi là nhỏ hơn, nó không phải là những cái quyền bất khả xâm phạm về được sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản đối với cái ý niệm của John Locke đó. Thì có những cái quyền nhỏ hơn, có thể là những cái quyền gọi là những cái subset của cái quyền tự do đi, tức là quyền tự do nó rất là rộng, đúng không? Mình có rất là nhiều cái tự do, ví dụ như anh có thể tự do chạy sang nhà người hàng xóm để mà bắt cái con gà trong cái chuồng trại của cái ông hàng xóm đấy, thì cái này nó sẽ không được coi là quyền nữa, mà nó sẽ là cái mà mình phải mất đi, bởi vì nó mâu thuẫn với cái quyền sở hữu tài sản của cái ông hàng xóm của mình. Cho nên mình phải sẵn sàng bỏ đi cái quyền được chạy sang bắt gà của ông. Và vì thế mà cái ông hàng xóm đấy ông cũng sẽ tôn trọng cái vùng đất của mình, cái tài sản của mình, cái nhà của mình. Đó, chứ là đánh đổi mất đi một số thứ để có được một cái nhà nước bảo vệ những cái quyền và gọi là cơ bản nhất của con người. Có thể nói là một cái ví dụ đơn giản nữa ấy, đấy là để có được cái sự an toàn về tính mạng, về life, đúng không, quyền được sống, thì chúng ta đã đánh đổi đi ra đường. Tôi chọn là tôi sẽ tuân theo một số những cái luật lệ, tôi không tự do thích đi đâu thì đi đấy, mà tôi chọn đi đúng làn chẳng hạn. Đấy, và khi mà tôi tuân thủ, giảm bớt một tí cái quyền tự do của tôi, nhưng bù lại thì tôi đảm bảo được cái sự an toàn, cái quyền được sống, đúng không? Hoặc là bên cạnh đấy thì có cái quyền sử dụng bạo lực chẳng hạn. Quyền sử dụng bạo lực nó được gọi là đưa cho nhà nước độc quyền, và ngược lại thì nhà nước sẽ cam kết là sử dụng bạo lực đấy để đảm bảo an toàn về tính mạng, về những cái quyền bất khả xâm phạm khác cho người dân. Đúng rồi, chị nói khá là đúng đấy. Và John Locke có nguyên một cái section ấy, một cái phần rất lớn trong cái cuốn Two Treatises of Women của ông về cái quyền liên quan đến bạo lực này. Cụ thể ấy, là John Locke nó đi xa hơn cái chị vừa nói. Đấy là đúng, tạm thời thì con người sẽ cho nhà nước cái độc quyền về bạo lực, gọi là monopoly về sự vũ lực. Nhưng mà John Locke luôn luôn hiểu là khi mà làm thế thì sẽ có khả năng cái nhà nước đấy nó sẽ lạm dụng cái quyền đó. Cho nên là trong cái cuốn Two Treatises of Government, John Locke cũng ủng hộ một cái quyền mà con người lật đổ một cái nhà nước nhất định. Tức là con người tạo ra nhà nước thì con người cũng có thể lật đổ cái nhà nước đó. Và con người lật đổ cái nhà nước đó khi mà nhà nước đó đã đi quá xa. Tại vì nhà nước có cái quyền tước đi một số tự do của con người mà. Nhưng mà nếu nhà nước mà tước đi những cái tự do quá lớn thuộc về cơ bản, tức là sự sống và tài sản của con người đi. Tài sản nữa, cả cái tài sản đó nó tạo nên tiền đề cho cho một số cái tu trình án liên quan đến eminent domain của nước Mỹ á, thì cái người dân có thể lật đổ cái chính quyền đó. Và họ đã tạo ra những cái cơ chế để mà người dân có thể thay thế chính phủ một cách hòa bình, không gây đổ máu, đúng không? Ok, back lại. Cái điểm thứ hai đấy là về lý tính. Thế thì chị có một người thắc mắc là cái xã hội Thiên Chúa nó đã làm như thế nào để mà phát triển cái khả năng lý tính cho toàn xã hội của họ? Ok, cái này gãi đúng chỗ ngứa của em ở cái điểm là em rất là thích phong trào khai sáng và thích cái nền văn minh phương Tây ở cái điểm này. Đấy là khai sáng nó xảy ra ở phương Tây chứ nó không xảy ra ở những cái chỗ khác, đúng không? Và mình đặt cái câu hỏi là tại sao? Có một cái mà em nhận ra ấy, đấy là xã hội phương Tây là xã hội mà nặng về Thiên Chúa, mà em đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Thì ở cái Thiên Chúa giáo ấy, nó coi là con người có cái, trong thần học nó gọi là free will, tức là ý chí tự do của con người. Và nó tin là con người có thể có được ý chí tự do này bởi vì là con người có những quyền năng mà được Chúa ban, và một trong quyền năng đấy là quyền năng sử dụng logic, sử dụng cái lý tính của mình. Và vì thế mà bản chất của cái Thiên Chúa giáo nó rất tôn trọng con người, nó rất là khuyến khích con người tìm cách phát triển cái não bộ của mình, phát triển cái tư duy của mình, phát triển logic của mình. Cho nên là nếu chị thấy thì hầu hết những cái trường đại học mà danh giá nhất của châu Âu á đều có nguồn gốc từ những cái học viện của nhà thờ Thiên Chúa, người ta cung cấp tiền để vận hành, và người ta trong một số trường hợp là người ta sáng tạo ra những cái trường đấy luôn. Những cái trường đại học đầu tiên ở châu Âu đều có rất nhiều sự đầu tư của nhà thờ Thiên Chúa ở thời điểm đó. Cho nên là trong suốt lịch sử thời kỳ Trung cổ ấy là một cái câu chuyện về nhà thờ Thiên Chúa rất là đầu tư vào giáo dục con người. Cái hệ quả của đầu tư vào giáo dục con người đấy nó sản sinh ra những cái người mà sau này trở thành những cái người mà đi đầu trong khoa học. Chỉ có khi nào ấy
ai cũng biết là đến những cái câu chuyện về Copernic và Galileo đã bật lại nhà thờ Rome như thế nào và họ bị xử, có cái vụ cái phiên tòa Galileo ấy. Thì bản chất của cái phiên tòa đó nó cũng không phải về tư tưởng, về thần học nữa, mà nó chủ yếu là về cái việc nhà thờ Thiên Chúa người ta sợ là cái tầm ảnh hưởng của Galileo sẽ khởi đầu một cái việc là mọi người bắt đầu đặt dấu hỏi vào cái quyền lực của nhà thờ Thiên Chúa, quyền lực chính trị của nhà thờ Thiên Chúa ấy. Thì lúc đấy nhà thờ Thiên Chúa nó bắt đầu đàn áp. Còn trước đó ấy, thì nhà thờ Thiên Chúa nó rất là ủng hộ giáo dục và ủng hộ phát triển khoa học. Một số những cái người mà đi trước cả Galileo, đi trước cả Newton, đặt ra những cái phương pháp khoa học đầu tiên, empiricism ấy, là đều là những người, thứ nhất là họ theo Thiên Chúa giáo và họ trưởng thành từ những trường mà của Thiên Chúa giáo tạo ra. Một số những cái tên như là Aquinas, Thomas Aquinas đúng không? Thomas Aquinas đúng rồi, và Francis Bacon. Một cái điểm thú vị nữa trong xã hội Thiên Chúa giáo nằm ở ngay những câu chuyện mà được kể ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh cực kỳ là ủng hộ cái gọi là tư duy phản biện, tư duy tự do và sẵn sàng phản biện lại những cái đã có sẵn. Đây là tiền đề của phương pháp phản biện sau này mà rất phổ biến ở tất cả các nền giáo dục phương Tây. Ví dụ như em học ở Mỹ đi, rất nhiều những cái lớp của em là giáo sư họ khuyến khích là đến lớp không phải để nghe giáo sư giảng, mà đến lớp nó sẽ là một cái cuộc hội thoại giữa giáo sư và các học sinh. Học sinh phải nói chuyện với giáo sư và tranh luận với nhau để tìm ra được những cái luận điểm nó mạnh hơn những cái luận điểm mà có thể là cái người giáo sư và cái người học sinh đấy đã có sẵn là mang tới cái lớp học đó. Thì ở đây cái tư duy phản biện này nó đã bắt nguồn từ chính những cái câu chuyện trong Kinh Thánh. Đó là những cái câu chuyện về những cái người gọi là prophet. Prophet ở đây được định nghĩa là những cái người mà đứng đầu xã hội người Do Thái và thường là sẽ là vua của nước Israel ở một thời điểm lịch sử nhất định. Thì tất cả những người này đều đã có những cái lịch sử về việc là họ bật Chúa luôn, họ cãi về Chúa khi mà họ thấy là Chúa làm cái gì đó sai mà họ nghĩ là sai. Đôi lúc thì Chúa sẽ không để họ bật, nhưng đôi lúc Chúa đã nghe. Và cụ thể là trong một số những cái câu chuyện liên quan đến Moses và liên quan đến Jacob, và chính Jacob là cái người mà tạo ra cái tên Israel. Jacob là, nếu em không nhầm thì Jacob là ở ngay đời thứ hai sau Moses, là vị vua thứ hai của Israel. Thì Jacob trong tiếng Hebrew có nghĩa là to follow, tức là Jacob là chỉ có nghe lời Chúa thôi, đúng không? Nhưng lại có một câu chuyện khi mà Jacob cảm thấy là rất là không vừa lòng với Chúa, thì Chúa đã xuống dưới hình hài là một con người, ngồi vật lộn với Jacob trong suốt một đêm, và hai người bất phân thắng bại trong việc đánh vật lộn với nhau. Và sau cái đêm đấy thì Chúa mới nói với Jacob là từ nay mày không còn tên là Jacob nữa, mày tên là Israel. Và vì thế mà tiếng Hebrew Israel nó mang luôn cái nghĩa đấy là wrestle with God, tức là vật lộn với Chúa. Tạo nên một cái truyền thống của những cái người Do Thái và những cái vua của Do Thái sau này có thể sẵn sàng bật lại Chúa khi mà họ thấy là Chúa sai. Và cái ví dụ điển hình nhất thì trong xã hội của người Do Thái thì Jesus là vị vua thứ 42. Thì Jesus bật Chúa ở cái thời điểm mà Jesus bị Chúa ra lệnh là sắp sửa phải lên cái cây thánh giá để hứng chịu những cái tội lỗi của nhân loại, chết đi thay cho tội lỗi của nhân loại, và từ đó Chúa có thể tha thứ cho nhân loại. Thì Jesus đương nhiên là nghe thế thì đâu thể nào mà hạnh phúc được, đúng không? Bị Chúa cho cái án tử hình mà không có lý do gì hết, chỉ vì mình là người con của Chúa. Thì đã có một cái vụ tranh cãi nảy lửa giữa Jesus và Chúa. Và Jesus đã rất là không muốn đi theo lời Chúa, nhưng cuối cùng thì Chúa cũng đã bắt Jesus phải theo cái mệnh lệnh của mình. Như vậy thì có thể thấy là cái tư duy tự do với cả cái văn hóa tranh cãi phản biện đấy, nó đến từ cái nguồn gốc sâu xa là đạo Do Thái. Và nếu mà quan sát thì ta cũng có thể thấy là cái cộng đồng Do Thái nó là một cái cộng đồng rất là đặc biệt trong lịch sử. Dù gặp phải chiến tranh này, họ bị mất nước, họ phải tha hương, bị kỳ thị, diệt chủng liên tục trong suốt chiều dài lịch sử. Thậm chí là cái tiếng nói của họ là tiếng Hebrew cũng đã từng biến thành một cái ngôn ngữ chết. Thế mà họ đã từng bước khôi phục lại. Phần nổi của tảng băng thì là rất là nhiều cá nhân tinh anh kiệt xuất như là Albert Einstein này, Karl Marx thân yêu của chúng ta này, hoặc là Robert Oppenheimer là người chế tạo ra bom nguyên tử. Còn phần chìm thì cái xã hội này nó vẫn luôn đã và đang làm khuynh đảo thế giới. Thế thì em nói cho chị một chút về cái origin story của Jew đi. Vâng, em muốn nói luôn là cái origin story của cái cộng đồng Do Thái và quan hệ của nó với cộng đồng Thiên Chúa như thế nào luôn. Là những cái người theo đạo Thiên Chúa thì họ chủ yếu là đọc cái Kinh Tân Ước. Kinh Tân Ước thì được mở đầu bằng câu chuyện của bốn người follower của Jesus kể về sự ra đời của Jesus. Sự ra đời của Jesus đánh dấu sự khởi đầu của Kinh Tân Ước và sự khởi đầu của Thiên Chúa giáo. Nhưng mà Jesus thì là một người Do Thái. Và như em đã vừa nói thì Jesus với cái con mắt của người Do Thái chỉ là cái vị vua thứ 42 của họ thôi. Thì cái lịch sử ở đây nó là gì? Nó là ngày xưa cái đạo Do Thái á,
Chúa của người Do Thái và Chúa của Đạo Thiên Chúa bản chất họ là một, là God of Israel. Trong cái Kinh Thánh thì được viết tắt là Yahweh. Xuyên suốt Cựu Ước và Tân Ước thì đều là cái vị Chúa Yahweh này. Ngày xưa ấy, Đạo Do Thái họ coi là Chúa này chỉ là Chúa của người Do Thái, Chúa của người Israel thôi. Suốt cái Kinh Cựu Ước thì Chúa này luôn có một cái gọi là Covenant. Cái từ Covenant đây có thể dịch theo cái nghĩa hiện đại là một cái khế ước, nhưng mà nó còn mạnh hơn cả khế ước, nó một khế ước linh thiêng. Nó là một khế ước không có điều khoản phá vỡ giữa Chúa và người Do Thái, là Chúa sẽ mang người Do Thái cuối cùng qua suốt những cái hành trình gian khổ của họ tới vương quốc của Chúa, Kingdom of God. Trong Kinh Cựu Ước, Kingdom of God là chỉ dành cho người Do Thái mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tới ông Jesus thì ông ấy lại bắt đầu đi dạy. Jesus, by the way, là một nhân vật có thật trong lịch sử. Thì theo những cái lời kể lại của những người môn hạ của ông ấy, thì ông ấy đi tới những cái cộng đồng người mà không phải là Do Thái và cũng dạy cho họ những bài học là những cái truyền thống của người Do Thái, và nói với họ là nếu như họ cũng sống cuộc sống của họ dưới một cái covenant, dưới cái khế ước này với Chúa, thì họ cũng sẽ được là một thành viên của cái Kingdom of God khi mà họ chết đi. Và vì thế ở cái thời điểm mà Jesus ra đời và ông ấy đi truyền đạo ấy, là cái đạo của người Do Thái nó được mở rộng ra với tất cả những người không phải Do Thái, và đó là lý do mà có cái đạo Thiên Chúa như bây giờ. Theo bởi những cái người trên thế giới bất kể màu da, đến cả Trung Quốc và Việt Nam cũng có rất nhiều những cái cộng đồng Thiên Chúa rất là mạnh, đúng không? Và ai chúng ta ai cũng biết cái điều đó. Thì về lịch sử cơ bản của cái mối quan hệ giữa đạo Do Thái và đạo Thiên Chúa nó là như thế. Còn cụ thể về cái đạo Do Thái, về những cái người Do Thái, chúng ta được biết là họ bị áp bức rất nhiều bởi vì họ có những cái truyền thống khá là dị, đúng không? Đi đâu cái truyền thống của họ cũng sẽ khác biệt với cái xã hội ở thời điểm đó. Người Do Thái dù ở châu Âu hay là ở Mỹ hay là một số người Do Thái tới những cái cộng đồng Ả Rập ở phía Trung Đông ấy, là do cái truyền thống họ cũng khác quá và họ cũng bị đàn áp. Chúng ta ai thì cũng đã biết đến cái lịch sử về cái cuộc thảm sát Holocaust ở Thế chiến thứ hai, khi mà Hitler với tư cách là một cái nhà lãnh đạo demagogue, ông tạo ra một cái sự ghen tị giữa người Đức gốc và cái người Do Thái, tạo ra cái lý do để thảm sát tất cả những người Do Thái đó. Nói đến cái lý do mà Hitler thảm sát người Do Thái, tạo ra cái phong trào anti-Semitism đấy, thì nói chung là nó có rất là nhiều thứ. Tuy nhiên chị nhớ đến một cái article mà chị đọc, Is anti-Semitism generic? Có nghĩa là thật ra nếu mà quan sát ấy, thì mình sẽ thấy là xenophobia, cái sự kỳ thị này nó không chỉ apply với những cái cộng đồng Do Thái đâu, mà nó là một cái hiện tượng. Nếu mà nhìn rộng ra thì người ta sẽ thấy là nó xảy ra rất là nhiều, và nó xảy ra với những cái cộng đồng gọi là middleman minority. Quan điểm của Thomas Sowell, ông viết cái article đấy, là những cái middleman minority không phải chỉ có người Do Thái, mà có những cái cộng đồng người Hoa không sinh sống ở Trung Quốc, mà ví dụ sinh sống ở Sài Gòn, ở Việt Nam chẳng hạn, thì bởi vì họ rất là thành công, thường thường là họ sẽ rất là giỏi về thương nghiệp, và khi mà đạt được những cái thành công như thế, là một cái, thứ hai họ lại rất là khép kín, họ giữ cái văn hóa của họ. Cái chuyện giữ văn hóa đấy nó cũng rất là make sense thôi, tại vì nếu mà họ để cho con cái họ adopt cái lifestyle của cộng đồng bên ngoài thì rõ ràng cái đấy là một cái bước gần như là tự sát. Tại vì thường tượng ví dụ người Việt Nam sau chiến tranh di cư sang Mỹ, cái cộng đồng đấy họ rất là nghèo, và nếu mà họ adopt cái lifestyle của người Mỹ thì chắc chắn là họ không khá lên được. Ngược lại, những cái cộng đồng middleman minorities này họ thường là giữ nguyên lại cái văn hóa của họ để mà một cái cộng đồng nhỏ nhưng họ vẫn co cụm và giúp đỡ lẫn nhau. Cái thứ hai là họ tập trung rất là nhiều vào giáo dục và cố gắng là hy sinh đời bố để củng cố đời con, để mà sau này những cái cộng đồng nhỏ này họ đạt được rất là nhiều thành công. Thì câu chuyện là khi mà có những cái middleman minorities, những cái cộng đồng nhỏ như thế giữ nguyên văn hóa của mình và không hòa nhập vào cái cộng đồng lớn hơn, xong rồi lại rất thành công, thì nó tạo ra cái sự ganh tị rất là lớn cho cái cộng đồng bên ngoài, đặc biệt là những người mà không thành công bằng họ. Chính vì thế là cái sự ganh tị này nó tạo ra một cái pattern. Những cái middleman minorities này bị đàn áp, bị kỳ thị, bị đem ra thành scapegoat, điều đã xảy ra liên tục ở trong lịch sử cho đến tận bây giờ. Đúng rồi chị, em nối tiếp luôn câu chuyện của chị, bởi vì là Thomas Sowell là một trong những thần tượng của em. Em đọc khá nhiều sách của ông và đọc cả cái lý thuyết về middleman minorities. Cái lý thuyết của ông ấy cũng rộng ra tới cả cái cộng đồng người Hoa, đúng không? Cộng đồng người Hoa ở những cái nước châu Á như là Malaysia. Thì ở đây điểm chung của họ đều như chị vừa nói, là họ là những cộng đồng nhỏ và họ cần phải có những cái văn hóa nhất định, những cái lối sống nhất định để mà bảo toàn được cái tài nguyên của họ, để mà họ sống được ở trong cái xã hội mà khi mà họ không phải là đa số. Thì một trong những cái nguyên tắc sống của họ đó là tiết kiệm, đúng không? Tạm thời hy sinh một số thứ ở thời điểm hiện tại để có được thành quả trong tương lai. Thì cái này rất hay,
Mặc dù Thomas Sowell thì ông ấy không đề cập đến cái khía cạnh tôn giáo, nhưng mà đây chính là một trong những bài học đầu tiên được dạy ở trong Kinh Thánh, đặc biệt là Kinh Cựu Ước. Ngay cái đời sau đời Adam and Eve thôi là có cái câu chuyện về Cain and Abel, và vì sao Chúa lại thích người anh là Abel hơn là cái người em là Cain, bởi vì Abel chịu hy sinh một số những cái thành quả của mình, hình như là hồi đó là cừu hay là hoa quả gì đấy, để dành cho Chúa, còn Cain thì cảm thấy đấy là những thành quả của mình và không chịu hy sinh chúng. Thì đó là một trong bài học đầu tiên về hy sinh, nhưng mà nó cũng xuyên suốt cái chiều dài của Kinh Thánh nữa, là rất nhiều những cái dạy về những cái lối sống đó, và vì thế người Do Thái cũng có cái nguyên tắc sống như vậy, là đến từ chính những cái giáo lý của đạo Do Thái. Nói về những cái truyền thống của Do Thái ấy, thì chị thấy là họ có một cái đặc điểm là họ giữ cái đấy rất là dài. Những cái truyền thống văn hóa mà cái cộng đồng này họ gìn giữ, chẳng hạn như Passover, nó là một cái holiday mà người ta celebrate được 3.500 năm nay rồi. Thì có thể thấy là nó là cái dịp để câu chuyện về dân tộc Do Thái bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập được kể lại cho các cái thế hệ sau, và để nhắc nhở họ luôn cần phải có cái thái độ cẩn trọng, đề phòng bất chắc, hoặc là nhấn mạnh cái tư duy độc lập này, cái văn hóa tranh luận để tìm ra sự thật chứ không phải là để công kích cá nhân. Thì những cái truyền thống như này nó góp phần tạo nên con người Do Thái, những cái người mà có thể sáng suốt nhìn thấy cái điều mà có thể cộng đồng phần lớn xã hội chưa nhìn thấy được. Đấy là ở mức độ cá nhân. Thế còn ở góc độ cộng đồng ấy, thì ta thấy là một cộng đồng ly tán, không được sở hữu đất đai, họ phải xoay sang thương nghiệp, sang tài chính, và giỏi tài chính thì đạt được cái quyền lực kinh tế. Bên cạnh đấy thì có hai thứ quan trọng trong đạo Do Thái, một là Jerusalem Temple, đúng không? Hai là cái việc học và nghiên cứu Torah. Đền thờ Jerusalem thì đã bị phá hủy trong chiến tranh Do Thái La Mã rồi. Vậy nên là cái cộng đồng tha hương tứ tán này muốn gìn giữ được cái đạo của mình, được cái truyền thống của mình, thì họ sẽ phải cực kỳ chú trọng trong cái việc học hành để mà có thể đọc được Torah, và từ đấy nó giúp cho là hình thành nên được cái trình độ văn hóa cao trong cả cộng đồng Do Thái. Và điều này thì nó rất là khác với những cái sedentary society, tức là những cái xã hội mà con người sống ở trong một cái cộng đồng ổn định ở một nơi cố định, như là châu Âu thời bấy giờ chẳng hạn. Trong cái cộng đồng cố định đấy thì cái việc học hành nó chỉ dành chủ yếu là cho người giàu, cho cái giới tinh hoa mà thôi. Yếu tố thứ ba nữa là có một cái chữ rất là thích, đấy là cái cách họ tổ chức synagogue. Synagogue thì nó không đơn giản chỉ là cái nơi để worship, để cầu nguyện, mà nó còn là một cái cộng đồng có luật lệ, có tổ chức rất là quy củ, với một loạt các cái hoạt động giáo dục, văn hóa, rồi thì network để giúp đỡ những cái thành viên về mặt tài chính, rồi về mặt quan hệ xã hội, rất là nhiều cái khác nữa. Tóm lại thì ta thấy ở đây hội tụ một vài những cái điểm rất là quan trọng. Thứ nhất là học vấn trình độ cao cho toàn bộ cộng đồng này. Cái thứ hai là khi mà điều kiện xã hội nó thay đổi theo cái hướng coi trọng học vấn, coi trọng trình độ, thì những cái người này sẽ được coi trọng hơn này. Sau đấy thì họ có quyền lực tài chính này, họ lại có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, và cộng đồng của họ gắn bó rất là chặt chẽ, thậm chí là trải khắp các cái quốc gia. Tất cả những yếu tố này hòa trộn lại tạo nên cái sự thành công của cái cộng đồng Do Thái đấy. Và có một cái điểm rất là thú vị, nếu mà so sánh đạo Thiên Chúa với cả đạo Do Thái, là Christianity khi mà nó lớn mạnh, nó đẩy được cái scale rất là lớn lên, lâu đời dần thì nó sẽ bị dogmatize phần nào, tức là trở nên rất là giáo điều. Nhưng mà đạo Do Thái thì cộng đồng của họ có vẻ là họ giới hạn cái sự lan rộng đấy, và văn hóa của họ thì vẫn rất là robust, nó vẫn giữ được cái sự khác biệt nhất định với văn hóa của số đông bên ngoài, không hề bị đồng hóa chút nào. Vâng, thì đấy cũng là một cái điểm thú vị mình có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà có một điều không thể phủ nhận được ấy, đấy là truyền thống của người Do Thái về học thức, về cái free thinking, tư duy phản biện và luôn luôn tìm tòi sự thật. Cả đạo Do Thái lẫn đạo Thiên Chúa thì đều có cái khái niệm là the natural law đấy. Tức là mỗi một con người được sinh ra có cái sứ mệnh là phải tìm hiểu cái natural law đó. Đó là những cái thứ mà luật lệ của tạo hóa, Chúa tạo ra. Cái tinh thần tìm hiểu cái sự sống này nó khá là consistent khi mà chuyển giao giữa đạo Do Thái qua đạo Thiên Chúa. Cái mà đạo Thiên Chúa không có thì như chị nói, em đồng ý đấy là cái sự bảo vệ cộng đồng của nó, cái tính robust trong cái cộng đồng. Cũng phải thôi, bởi vì là cái dân số của những người mà không phải là người Do Thái nó lớn hơn dân số người Do Thái rất nhiều. Cho nên để mà tìm cách kiểm soát được một cái cộng đồng lớn như thế, đúng không, thì sẽ có khuynh hướng dogmatize cái đạo đó, tạo ra những cái quy tắc nó mạnh hơn là chỉ là những cái bài học trong Kinh Thánh để mà quản giáo người dân. Và vì thế mà giả sử như là chị mà theo đạo Roman Catholic, tức là Công giáo ấy, thì chị sẽ được học một phần là những bài học trong Kinh Thánh. Ngoài ra chị còn học những thứ nó gọi là Catholic Traditions.
tức là những thứ của Catholic Church chứ không phải là của Kinh Thánh. Và của Catholic Church ở đây thì nó đến từ Pope, Đức Giáo Hoàng ở tận Vatican ở Rome, Ý. Thì ông ấy cứ nói vậy, mà mọi người nghiễm nhiên coi như cái lời nói của ông là sự thật, bởi vì ông nói là ông là Jesus Substitute, là người thay thế cho Chúa Giêsu sau khi Chúa Giêsu chết. Đó. Cái quan điểm này theo em thì nó mang tính chính trị nhiều hơn mang tính tôn giáo và thần học. Và vì thế mà em thích đạo Tin Lành, một cái nhánh khác của Thiên Chúa mà nó không chịu sự ảnh hưởng của nhà thờ Vatican và ông Pope hơn. Em nghĩ là cái đạo Tin Lành nó sẽ gần hơn với cái truyền thống của người Do Thái. Nó ít mang tính chính trị hơn một chút. Thì quay lại cái mà em vừa nói là Spirit of Discovery, cái ý chí khám phá ấy, thì nó mạnh ở cả cộng đồng Thiên Chúa Giáo lẫn cộng đồng người Do Thái. Thì Do Thái thì mình biết rồi, cái cộng đồng Thiên Chúa ấy, thì nó có một cái tiền đề trước đó khiến cho khi mà khái niệm này từ đạo Do Thái và đạo Thiên Chúa tới họ, tới những cái người mà không phải người Do Thái, nó rất là make sense, nó rất là logic đối với họ, bởi vì họ đã có những cái bài học từ thời Hy Lạp cổ đại. Cả xã hội phương Tây đều học được rất nhiều từ nền Hy Lạp cổ đại. Nền Hy Lạp cổ đại bắt nguồn từ những cái triết gia như là Socrates, Plato, nhà Aristotle. Xã hội Hy Lạp đó không phải là một xã hội theo một cái đạo gì cụ thể, và thời đó cũng là cái thời mà chưa có đạo Thiên Chúa luôn. Những người Do Thái thì ở tít vùng Jerusalem ở Trung Đông, ở gần khu Ai Cập, và nó chẳng liên quan gì đến cái đất nước Hy Lạp cả. Nhưng mà ở Hy Lạp họ cũng đã sử dụng cái suy nghĩ của họ để mà ra được một kết luận, là ví dụ như ông Plato nổi tiếng là có cái kết luận nhất định cuộc sống này phải có một cái mover, một cái thế lực tối cao nào đó đã ban ý nghĩa, nó gọi là cái telos, cho tất cả mọi sự vật trong cuộc sống. Tức là cái ghế nó có một cái telos, thì telos của một cái ghế là để cho người ta ngồi, telos của cái nhà hát là để biểu diễn kịch chẳng hạn, và telos của con người đối với các cái triết gia Hy Lạp cổ đại nó là tìm hiểu về sự thật xung quanh mình, tìm hiểu về natural law, về thế giới xung quanh mình và những quy tắc của nó. Và chính vì ở một xã hội đã có sẵn khái niệm về telos đó, khi mà cái giáo lý Thiên Chúa Giáo tới họ, đúng không, họ được học là chúng ta đều được tạo ra dưới cái hình ảnh của Chúa, và chúng ta đều có cái khả năng sử dụng lý trí để mà giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Tức là cái ý chí tìm hiểu nó đã có sẵn ở cái xã hội phương Tây trước khi Thiên Chúa Giáo tới rồi. Nhưng khi Thiên Chúa Giáo tới, nó càng củng cố hơn cái ý chí đó, và nó khiến cho dưới tư cách là một tập thể, tư cách là một xã hội phương Tây đặt rất nhiều trọng tâm vào việc phát triển lý tính, cái reason. Từ đó mà phong trào khai sáng nó đã bắt đầu ở phương Tây. Cùng một lúc ở rất nhiều quốc gia, đúng không? Họ không nói cùng một thứ tiếng, nhưng họ đều bắt đầu đọc những cái sách về Thiên Chúa, đọc những cái sách được khám phá lại từ thời Hy Lạp cổ đại, và họ đều ra được những cái thành quả về khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Đấy, như thế là chị thấy đấy, tự nhiên cái tiền đề về Chúa, về việc con người được tạo ra dưới cái hình ảnh của Chúa đấy, bởi vì nó là tiền đề, nó không cần phải chứng minh, đúng không? Nó trở nên tự nhiên như thế, cho nên một cái cha trong đạo Thiên Chúa tên là Timothy Keller, cái ông ấy có một câu này rất là hay: nếu như có Chúa thì mọi thứ về human rights make sense, còn nếu không ấy thì chúng ta sẽ phải vò đầu bứt tóc để tìm hiểu ra nó đến từ đâu. Mà chúng ta thấy đấy, human rights tạo nên tiền đề cho học thuyết về khoa học chính trị của John Locke, từ đó mà nó phát triển lên. Người ta không cần phải mất bất kỳ một cái công nào để chứng minh là human rights nó đến từ đâu cả. Người ta chỉ việc nghiễm nhiên coi đấy là thật thôi, bởi vì Kinh Thánh đã nói vậy, Chúa đã nói vậy rồi.